Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì cũng gần đến Tết rồi đó các bạn. Đây là một món bánh mà mình có thể đưa vào thực đơn ngày Tết. Ngoài mứt ra thì mình có thể làm thêm những món bánh như vậy ăn rất là ngon. Đó là bánh mè đen chiên giòn nha. Thì cái công thức rất là đơn giản. Chỉ cần vài cái thao tác và nguyên liệu chuẩn bị thì các bạn sẽ nhanh chóng có được một món bánh ngon cho gia đình. Vừa ngon mà vừa đẹp mắt. Bánh này ăn rất là giòn, có cái vị béo, không quá ngọt, rất là thơm và ngon. Nếu các bạn yêu thích món bánh này thì có thể cùng mình làm nha. Còn video mình chia sẻ các bạn xem thấy hay thì vui lòng đăng ký kênh, bấm vào chuông để tiếp tục theo dõi mình. Và bây giờ không để các bạn chờ lâu, mình cùng nhau vào bếp nha. Đầu tiên là mình sẽ đi sơ qua phần nguyên liệu. Cần chuẩn bị ở bên đây là 400g bột mì đa dụng, 20g mè đen, 1 quả trứng gà, 1 muỗng cà phê muối và 170ml sữa tươi có đường, 30ml dầu ăn. Đầu tiên là mình sẽ cho muối vào. Tiếp theo là 1 quả trứng gà. Công thức mình sẽ ghi dưới cái phần mô tả để cho các bạn tìm xem nha. Rồi mình sẽ cho mè vào luôn. Mình làm sữa tươi có đường đó các bạn, nên mình không có sử dụng đường nha. Nếu mà các bạn làm bằng sữa tươi không đường thì mình có thể thêm đường. Rồi mình sẽ cho dầu ăn vào. Món bánh này thì cũng rất là dễ làm, lại đơn giản nữa, ăn lại ngon lắm luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần sữa tươi có đường vào. Mình vừa trộn đều và vừa cho hết cái phần sữa tươi vào luôn nha. Để cho bánh được thơm ngon hơn thì mình cho vào đây là 1 muỗng cà phê hương vani dạng nước. Các bạn không có dạng nước thì mình thay bằng dạng bột nha. Rồi mình sẽ nhồi đều cái khối bột này. Thì sau một lúc mà mình nhồi bột thì bột cũng đã mềm mịn và dẻo lại thành một khối. Bột không còn dính vào tay nữa thì lúc này mình sẽ dùng cái nắp hoặc là cái màng bọc thực phẩm mình đậy lại cho bột nghỉ trong vòng 30 phút nha. Sau 30 phút mình quay trở lại khối bột của mình. Đó, bột lại mềm hơn nè các bạn. Vì mình cho bột nghỉ đó, dẻo hơn. Mình sẽ nhồi sơ lại một xíu nha. Mình sẽ chia cái khối bột này ra làm hai phần. Phần nửa bột còn lại mình sẽ cho vào màng bọc thực phẩm mình đậy lại cho bột không khô. Với cái khối bột này thì mình sẽ nhồi sơ lại và dùng cái cây lăn bột để lăn mỏng cái khối bột này ra. Mình lăn cho thiệt là mỏng luôn nha. Mình lăn cái khối bột này càng mỏng thì càng tốt nha các bạn. Khi mà cái khối bột của mình được lăn mỏng thiệt là mỏng thì lúc này mình sẽ dùng cái dao cắt bột. Mình cắt bỏ bớt cái dìa bên ngoài ha. Để mình tạo hình bánh cho đẹp. Món bánh này vô cùng đơn giản và dễ làm. Rồi bây giờ mình sẽ chia lại thành những cái miếng nhỏ nha. Thì mình làm cho gia đình ăn nên cũng không có chia bột này chính xác quá nha. Đó, mình cứ cắt như vậy nè. Để mình tạo lại thành những cái hình chữ nhật nhỏ. Rồi lúc này mình sẽ dùng cái cây lăn bột mình lăn cho thiệt là mỏng ra một lần nữa. Rồi mình sẽ cắt cái phần bột này lại thành những cái hình chữ nhật nhỏ nha. Đó, mình chia ra nhỏ nhỏ như vậy để mình tạo hình. Thì mình sẽ lấy một miếng bột mình gấp lại như vậy nè các bạn.
thì mình sẽ dùng con dao cắt bột, mình sẽ chia nhỏ cái phần này ra, là mình chia làm 6 phần nha. Rồi mình sẽ gỡ cái miếng bột của mình ra nè, nắm 3 cọng ở bên ngoài nha các bạn. Rồi mình sẽ lòn cái miếng bột của mình chéo lên như vậy. Ừ, như vậy là được một cái rồi đó các bạn. Và cứ tương tự mình sẽ tạo hình tiếp. Thì cái cách tạo hình này rất là đơn giản luôn. Và mình có thể tạo nhiều hình dáng khác nhau, không nhất thiết là làm một kiểu như vậy. Mình cứ cắt nhỏ những cái sợi bột ra, sau đó là mình sẽ lọn xuống như vậy nè. Cho cái sợi dây này đang chéo vào nhau đó các bạn. Dễ làm lắm. Và bây giờ mình sẽ tạo hình một cái hình khác cho các bạn xem nha. Nếu mình chia bột ra như vậy xong thì mình sẽ gấp chéo cái phần bột này lại nè. Rồi những cái góc này mình sẽ túm lại một chỗ. Rồi bên đây mình cũng sẽ kéo qua cái góc này luôn. Và bóp cho thật là chặt lại nha, để cho bột không có bung ra. Rồi chỉnh sửa lại, như vậy là mình đã xong. Cái cách làm này bánh của mình một lát rất là đẹp luôn. Thì cũng tương tự mình sẽ tạo hình cho đến hết cái phần bột luôn nha. Thì như vậy là mình cũng đã tạo hình xong rồi nè. Những chiếc bánh này các bạn xem rất là đẹp nha. Và khi mà mình tạo hình xong thì mình nên dùng cái màng bọc thực phẩm để mình đậy lại nha, tránh cho bánh của mình không có bị khô. Lúc này mình đi chiên bánh nha. Mình cho lên bếp khoảng là 500ml dầu ăn. Và đợi dầu của mình nóng sôi đầu đũa thì mình sẽ lần lượt cho những chiếc bánh vào mình chiên. Khi mới cho vào thì mình đừng có chở bề bánh liền nha. Mình để một lát thì mình mới chở bề bánh. Khi dầu nóng sôi thì mình sẽ giảm lửa lại lửa trung bình mình chiên bánh nha. Không có chiên lửa lớn quá thì bánh của mình sẽ không chín mà nhanh vàng. Thì dầu ăn của mình sôi lên một lúc thì bánh của mình tự nổi lên trên luôn. Lúc này mình sẽ dùng đũa mình chở bề bánh nha. Thì mình chở bề bánh đều để cho bánh được vàng đều nha các bạn. Mình cho bằng sữa tươi có đường đó các bạn. Cái vị ngọt không có quá là ngọt. Nếu các bạn ăn ngọt hơn thì mình tăng cái lượng đường lên nha. Là mình có thể thêm khoảng là một muỗng canh đường á, để cho bánh được ngọt. Còn cái công thức này bánh của mình sẽ có cái vị hơi mặn mặn ngọt ngọt, chứ không có quá là ngọt nha. Chiên được một lúc thì bánh của mình cũng đã bắt đầu vàng rồi nè các bạn. Thì vừa vàng ở trên bếp như vậy thì mình chuẩn bị vớt ra cái rổ nha. Có thể cho qua cái giấy thấm dầu, nhưng mà bánh này cũng không có rút dầu. Mình cho qua cái giấy thấm dầu, khi bánh nguội thì mình cho vào keo ăn sẽ lâu hơn. Đó, mình cho ra cái rổ, sau đó là mình cho qua giấy thấm dầu nha. Đừng chiên cho bánh quá sậm màu nha. Vì chiên sậm màu thì bánh của mình khi ăn sẽ có cái vị đắng. Nên là mình thấy vừa vàng thì mình sẽ vớt ra. Rồi cứ tương tự mình sẽ cho những chiếc bánh còn lại vào mình chiên nha các bạn. Một màu vàng ươm luôn, thơm lắm. Như vậy là mình cũng đã chiên xong một dĩa bánh cho gia đình. Thì với 400g bột mình được một dĩa bánh như vậy cũng rất là nhiều đó các bạn. Nếu mà chiên ăn không hết thì mình đợi cho bánh của mình nguội thật là nguội, rồi mình cho vào cái keo bảo quản nha. Bánh rất là giòn xốp. Cái kiểu mình làm cũng rất là đơn giản mà lại khá là đẹp nè. Rồi mình sẽ bẻ chiếc bánh ra cho các bạn xem nha. Khi bánh nguội thì bánh sẽ rất là giòn. Mình mời các bạn nha, cùng thưởng thức món bánh này với mình.
Bánh rất là giòn luôn các bạn, có nghe được cái độ giòn không các bạn? Giòn mà giòn xốp nha, có cái vị ngọt nhẹ và cái vị hơi mặn mặn, rất là thơm và đặc biệt rất là béo. Thì với cái món bánh này được làm từ bột mì và thêm vào một ít mè, cho mình thêm một món ăn mới cho gia đình. Mình chia sẻ đến đây cũng tạm dừng, chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nếu như các bạn yêu thích nha. Còn video của mình chia sẻ các bạn thấy hay thì cũng đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông để tiếp tục theo dõi mình. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.